Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Mình là KiZ Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kéo tâm shotgun một cách hiệu quả nhất. Thì muốn kéo làm sao thì khi mà kéo tâm ấy, các bạn nhảy lên khi chân con nhân vật của mình ấy chạm gần xuống dưới đất thì các bạn vuốt tâm thật cao lên trời đấy. Mà kéo tâm phải kéo theo hướng của đầu của địch nhá. Thì các bạn xem clip thấy ấy, mỗi lần mình kéo tâm shotgun ấy thì mình đều nhảy lên. Và khi kéo tâm như vậy thì các bạn kéo tâm sẽ rất là dễ. Và hầu như là nếu các bạn làm đúng như mình nói thì hầu như 100% sẽ vào đầu. Và các bạn cũng phải luyện tập thật nhiều thì mới thành thạo được cách kéo tâm như này. Và mình chúc mọi người có một ngày Valentine vui vẻ hạnh phúc nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nếu thấy hay thì để lại một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn.